Vâng, Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và người, chào tất cả anh chị em thân mến. Thì em lại về một mẫu xe Ford Transit 2009 này nhá. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán mức giá rất hấp dẫn cho các bác này. Vâng, 2009 mà bên em đang chào bán mức giá, nếu mà hoán cải nhá, bao gồm hoán cải là 178 triệu này. Vâng, 178 triệu nhá, bao hoán cải cho các bác luôn. Vâng, một mẫu xe khá là đẹp luôn, bao hoán cải, bao rút hồ sơ cho các bác này. Đấy, xe thì vừa mới về, xe khá là đẹp luôn. Đấy, ở đây nội thất này, các bác nhìn chưa, thất thì khá là tươi, khá là đẹp luôn. Đấy, trần vẫn là trần nỉ zin này. Đấy, trần nỉ khá là đẹp luôn. Và trần nỉ sau thì đã bọc ni lông hẳn hoi này, rất là cẩn thận này, đời 2009 này, thất khá là đẹp luôn nhá. Và một mẫu xe phải nói là rất là đẹp. Đấy, ở đây gầm bệ của 2009 này. Đấy, các bạn nhìn này, không có mục ngoặt gì nhá. Vâng, khá là đẹp, đẹp và điều hòa đã hạ nóc rồi nhá. Không phải điều hòa trên nóc nữa, điều hòa hạ nóc rồi. Đấy, không có mục ngoặt gì cả. Đấy, một mẫu xe khá là đẹp luôn. Đây, vâng, 2009 nhá, xe khá là đẹp luôn đấy, khẳng định với bác là như vậy. Vâng, chiếc xe này thì em mới về thôi nên là chưa có dọn rửa, các bác nhìn này. Đấy, em đi vẫn còn bẩn này, rất là bẩn luôn. Thì em vừa chạy về nhà và mai em cho chiếc xe này sơn si thật đẹp lên cho các bác, và sẽ đẹp hơn cái lúc em quay bây giờ nhiều. Đây, các bác nhìn này, không có mục ngoặt gì đâu nhá. Gầm bệ sơn si này rất là ok. Và vừa về nhà cái này em quay cho các bác luôn. Đấy, xe thì khá là đẹp. Đấy, nhà em chìa khóa xe Ford khá là nhiều nhá. Đấy, riêng cái dòng Ford 16 chỗ này, mẹt này, mai em về thêm một chiếc mẹt Sprinter đời 2008 nữa nhá. Vâng, 2008 em bán 160 triệu thôi. Và hoán cải rồi nhá. Và đây nữa này, khá là nhiều xe mẹt rồi Ford Transit này. Đấy, và bên bãi kia này em đang có chiếc Ford nữa, và còn 3 chiếc bên đấy. Đấy, nếu các bác mà sử dụng trong những mẫu xe Ford nào thì alo cho em nhé. Đây, Ford đây. Đây là mẫu xe chạy học sinh nhỉ. Đấy, 2018 này. Đấy, các bác chuẩn bị tuyến chạy tuyến 8 này. Toyota Hiace đời 2003 này. Đấy, Ford Transit đời 2005 này. Transit 2004 này. À, bên em về cái dòng Ford Transit là khá là nhiều luôn, về khá là rất là nhiều Ford. Và hiện tại chiếc xe Ford Transit 2009 năm nọ về mới về đã cọc rồi nhá. Vâng, chiếc 2008 nữa thôi, nếu các bác qua em mới đăng ấy, để các bác nhanh tay alo cho em nhá, thì em sẽ chốt lại cho các bác ạ. Vâng, thì em xin kết thúc clip tại đây. Nếu các bác có nhu cầu sử dụng mẫu xe Ford Transit đời 2009 hoán cải này thì alo cho em nhá. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây ạ.